Chương trình cho em hỏi bị chết vì ma bắt hồn Có phải cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành ma hay không ạ? À? Em cảm ơn Thì đây chúng ta phải có khái niệm ba Gọi là ngoại ma hay gọi là thiên ma Và loại thứ hai là nội ma Trước hết thì ta nói là thiên ma hay là ngoại ma ấy, Thì anh chết bất kỳ vì cái gì Vì ma bắt hay vì tai nạn hay vì ốm đau Cũng đều thành ma hết Chứ không phải cứ bị ma bắt Thì ông linh hồn mới thành ma. Còn nếu mà ma nó không bắt thì nó thành cái gì? Cho nên là đối với người chết bất kể nguyên nhân gì, người ta đều gọi đó là ma. Đấy, và trong đạo người ta gọi là thiên ma. Đấy, hay là ngoại ma. Còn cái loại ma khác là nội ma. Thì chín loại nội ma thì hôm nào tôi sẽ kể. Tức là người ta gọi là thập loại ma thì chín loại à, nội địa còn một loại là cho bên ngoài vào Nội địa là do cái tâm tính ma trong người chúng ta Thế gọi ví dụ như đang người ta bảo cái thằng này rất là ma mãnh nhé Hay là cái tâm của mày rất là ma quỷ nhé Thì đấy là nó nằm trong tâm của chúng sinh Gọi là nội ma Còn ngoại ma là người đã chết Biến thành một cái người nước quốc gia khác Tức là người siêu hình Ở với mình là cái người hữu hình Nhưng khi chết thì là họ không còn này nữa rồi Biến thành cái người vô hình luôn À, giống như nó mặc cái, cái, cái áo gọi áo tàng hình ấy à, cái người chết chẳng qua là mặc cái áo tàng hình là không mặc cái áo bình thường mà làm một cái thân khác là nó sang một cái áo không ai nhìn thấy vậy thì ở đây à, chúng ta nên nhớ là chết theo bạn là bị chết vì ma bắt thì hồn mới thành ma chúng tôi đính tính lại là chết vì bất kỳ lý do gì cũng đều là ma và đều gọi chung là thiên ma hoặc là ngoại ma còn cái loại ma thứ hai là nội ma chín loại nội ma không chết nó vẫn gọi là ma ví dụ như là ma men này ma túy này rồi ma hôn trầm này ngay trong khi chúng ta còn sống đã bị gọi là ma rồi để ma mãnh này rồi đủ các thứ còn sống đã gọi là ma còn cái loại ma là ngoại ma hoặc là thêm nga để chết thì người ta gọi là ma và có nhiều cách khác nhau để gọi Đấy. là chỉ cho ma là à, một là cô hồn không ai nương tựa không ai cúng cũng gọi là một loại ma gọi là cô hồn không nơi nương tựa đấy. thứ hai là người ta gọi là vong cúng vong đấy. hay là ta gọi là hương linh hay là gọi là anh linh hay là gọi là giác linh đấy. nết bàn vân vân bất kỳ người nào chết người ta gọi, hôm nay đi đưa ma ông a và b thế thì nói đưa ba, đấy có nơi thì gọi lịch sự hơn là đi tắm tang nhưng bình thường nhân dân người ta gọi là hôm nay đi đưa ma thì ông này là ông to ông tổng thống cũng gọi là đưa đưa ma hết ông sở xuống quan kiếp lại kia đều gọi đi đưa ma ông a ông b ông c đấy thì đấy gọi là ngoại ma hay còn gọi là thiên ma đấy thì ở đây để nói trước với các bạn để nghiên cứu về ma thì là có nhiều cái gọi khác nhau gọi là cô hồn hoặc là vong hoặc là ai cũng muốn cho à, cái vong của nhà mình có à, được nhân à, đức thì gọi là hương linh tức là linh hồn có mùi thơm à, chứ không phải ám linh đâu nhé mà gọi là hương linh nhưng mà có lúc là những người mà đã có công với nước với dân gọi là anh linh ví dụ anh linh các anh hùng liệt sĩ à, hay là anh linh của Bạc hồ vân vân, thì cùng một cái việc ngoại ma đại cái linh hồn ra khỏi chết ra khỏi xác đã chết thì người ta gọi là như vậy, đã gọi là hương linh này, rồi đến kính trọng là anh linh này, đấy, và cao hơn nữa tôi gọi là giác linh, giác linh người ta chỉ dành cho các vị tăng tu hành chánh đạo là đã giác ngộ, giác linh là cái phần hồn đã giác ngộ, thế gọi là giác linh nhưng bây giờ nó lạm dụng quá thì nó gọi là bằng thì dởm đã đành nhưng mà cái tên cái học hàm học vị hay là cái tên giáo à, là, là, là 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 ở bên thiên chúa giáo với lại bên đạo phật ấy, gọi là giáo phẩm đấy thì nó còn gọi là giác linh hết các cụ và sư dởm thì chết nó cũng gọi là giác linh à, thượng tọa hòa thượng hoặc là à, giác linh của đại đức vân vân chết thì đều được gọi họ gọi hết là giác linh thì chả biết ông có giác không ông có giác ngộ không cứ gọi ông là tăng ni chết thì gọi là giác linh tôi theo dõi nhiều tôi đi, đi các chùa nhiều với lại các tổ chức các thiền tông với các tịnh độ tông với mật tông tôi đều ai cũng chết chả biết thành tích thế nào đều gọi là giác linh hết đưa linh cữu xong là rồi nhưng mà còn một cái loại nữa là cái loại mà cái phần linh hồn giác ngộ thì người ta được gọi là niết bàn bảo à, vị abc nhập niết bàn tức là người ta cũng tô vẽ lên những người thân hoặc kính trọng quá người bảo là vào niết bàn tức là vào cái nơi giống như là siêu cộng sản đấy thì là siêu chứ nó không phải như cộng sản to vẽ chưa là cái gì với nặng hội niết bàn vậy thì niết bàn là cái nơi không dính mắc cái gì cả đấy, và cái đấy thì cũng là do cái thiên ma nó biết là gọi là một loại ma nhưng cái loại ma này nó là cái loại ma giác ngộ cho nên là tôi nhắc lại cho các vị hiểu một chút tức là khi người chết thì cái thân cái linh hồn ra khỏi xác và cái linh hồn ấy lập tức trở thành gì trở thành ma gọi chung chung vậy để ma có nhiều loại là à, à, cô hồn có nơi người ta gọi là vong có người gọi là hương linh có nơi gọi là anh linh có nơi gọi là giác linh nhiều cách gọi khác nhau và đều là ngoại ma hay gọi là thiên ma nó cũng giống thế. Còn tuy gọi thì có khác. ấy mày tao tôi tớ chẳng hạn thì đối, đối tượng thứ hai là mày tao tôi tớ như tiếng Trung Quốc hay là tiếng Anh thì nó cứ nỉ thôi, cứ đối diện với mình đại từ ngôi thứ hai là nỉ. Nỉ hảo thì chào, nỉ hết. Đấy hay là à, cái tiếng Anh vậy chỉ phân biệt đối ta là đối tượng thứ nhất còn người nói chuyện thứ hai là gì thì bất kể cung bậc đó kia thì họ cũng đều chỉ dùng đối tượng ngồi thứ hai đấy như yêu này yêu a tức là đối tượng ngôi thứ hai tiếng anh là người đang nói chuyện với mình thì chứ còn giúp ta thì khác là cụ này ba này anh này chị này mày tao này rồi là à, hắn này đủ các thứ, thứ kiểu nói chuyện dành cho người ngôi thứ hai nhưng mà ở nước ngoài thì Ôi thứ hai, trong nước chỉ có một loại thôi Ở chúng ta thì có nhiều loại Vậy thì cái người chết thì Cũng có nhiều cách gọi à, Tôi nhắc lại, có nhiều cách gọi à, Thì tùy theo Cái sự quý mến Mà chúng ta gọi khác nhau à, Nếu như không nơi nương tựa gọi là cô hồn Mà chúng ta quý mến Thì gọi hương linh gia tiên Hoặc các anh hùng liệt sĩ sẽ gọi là anh linh Nhưng mà chúng ta chỉ gọi cho những Người uh, lính của chúng ta thôi Chứ không phải cứ đi lính được gọi là anh Linh Ví dụ như thằng Mỹ Giặc nó sang đây nó đánh nhau với ta dù rồi cuối cùng ta ừ, giết đó Thì ta cũng không nên gọi nên là Nó là anh Linh Mà có khi ở nước họ họ gọi chứ nước ta ta lại bảo là đấy là tên giặc xâm lược thôi Vậy thì tùy các thái độ Của chúng ta mà ta đặt tên cho những cách cách tên gọi khác nhau Đấy nó là như vậy thôi Và bất kể ai khi chết chứ không phải cứ ma nó bắt đâu mà ai khi chết thì cũng đều gọi là các đối tượng khác nhau có hàng chục cái cách gọi khác nhau đấy gọi là thiên ma cảm ơn bạn